giá đắt cho nam thanh niên mang tội giết người vì chuyện bao đồng. Nghe bạn nhậu nói mâu thuẫn với anh N, Thiết đã gọi người đàn ông này đến uống bia. Tại quán nhậu, bị anh N đánh, Thiết đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 14 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Thiết, sinh năm 1999, trú tại phường Quỳnh Xuân, TCX, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về tội giết người. Trong vụ án này còn có bị cáo Lê Tiến Tài, sinh năm 1998, Đậu Danh Triều, sinh năm 1998, cùng trú tại TCX, Hoàng Mai và Trần Doãn Hải, sinh năm 1990, trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào trưa mùng 8 tháng 9 năm 2022, Vũ Văn Thiết cùng nhóm bạn ăn uống tại một quán ở xã Quỳnh Tân. Trong khi đang ăn uống, một người trong nhóm kể chuyện bản thân có mâu thuẫn với anh HS, N, sinh năm 1990, trú tại xã Quỳnh Tân. Mặc dù không biết anh N nhưng Thiết vẫn vào tài khoản Facebook anh N mời uống bia. Lúc đầu, anh N từ chối nhưng sau khi thấy Thiết quay camera về phía người có mâu thuẫn với mình nên hỏi đang ở đâu và có biết tao PP là ai không. Thiết nói anh N nhân, gọi cả tên bố anh N, chi. N nói sẽ ra và tắt máy. Trong thời gian đợi anh N ra, Thiết đi ra phía sau khu vực nhà bếp lấy một con dao bỏ vào trong túi quần. Một lúc sau, anh N đi cùng Hải đến quán để nói chuyện với nhóm của Thiết. Khi đến quán, Thiết bị N đánh vào đầu và miệng. Bị đánh, Thiết rút dao ra chém về phía anh N nhưng không trúng. Anh N đi lại và ôm Thiết nhưng thanh niên này kháng cự, cầm dao đâm vào vùng bụng của anh N. Thấy anh N bị đâm, mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến 18 giờ cùng ngày thì tử vong. Trong khi anh N và Thiết đánh nhau, Hải đã dùng vỏ chai, bia, dao, Triều dùng cốc nhựa, chổi, gậy gỗ, Tài dùng đá cùng tham gia đánh nhau. Quá trình đánh nhau, hai nhóm đã làm đổ bàn ghế, các vật dụng cốc, chén, bát, đĩa của nhà hàng. Sau đó, di chuyển ra đường tiếp tục rượt đuổi dùng các hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực. Tại phiên tòa, Thiết đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Đồng thời, các bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Phía đại diện bị hại có lời xin giảm án cho các bị cáo. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Vũ Văn Thiết 15 năm tù về tội giết người, bị cáo Lê Tiến Tài 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cũng với tội danh trên, Trần Doãn Hải và Đậu Danh Triều mỗi bị cáo lĩnh 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Về phần dân sự hai bên đã thỏa thuận nên hội đồng xét xử không xem xét.